con thì... hỏi đàng hoàng không, con phải hỏi đàng hoàng. Tự nhiên cái bắt chồng con cầm giấy 750 con đồng ý là ví dụ như giờ con không đúng, anh chồng vô đây mắc gì phải sợ. Tự nhiên 500.000 rồi, 500.000 là 500.000 tiền gì? Con không có đi chú, trời ơi, tự nhiên 500.000 giờ giải hết cho con rõ ràng, 500.000 ở đây là 500.000 tiền gì? Chú đừng có vô duyên quá nha, chú hất người ta con gái, chú hất người người ta, chú đàn ông mà, đàn ông không ăn. Thôi, chú hất luôn á, hất luôn thì sao? Thôi, hất luôn đâu, hất luôn thì sao?